Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn một mẫu loa tép mới, đó là con siêu tép của Pewler. Hãy mời quý vị và các bạn xem. Dòng này với model là P05S, trở kháng là 8 ohm, độ nhạy là 92 decibel và công suất tối đa cho một loa là 100W. Tôi sẽ đo kích thước cho quý vị và các bạn xem nhé. Mặt ngang của nó là 10 phân này. Được. Ốc chéo của nó là 9,5 phân. Đường kính cụ từ là 7 cm. Dòng này chúng tôi đã tích hợp sẵn phân tần này, chân sắt này và hàn sẵn dây cho anh em. Anh em về chỉ việc đấu và dùng thôi. Tôi test được bản nhạc cho anh em nghe thử nhé. Vâng, dòng này thì về anh em có thể về ghép vào các dàn âm thanh phù hợp, hầu như phù hợp với tất cả các dàn âm thanh, các anh em có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke được. Cặp này thì tôi đang bán với giá là 800k trên một cặp và sẽ ship code cho anh em trên toàn quốc. Anh em mà có nhu cầu thì vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ với tôi vào số điện thoại 0944737321, hoặc anh em có thể qua trực tiếp cửa hàng, địa chỉ là số 9 ngõ 112 Đinh Công Thượng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Xin cảm ơn anh em nhé. Hẹn anh em những video kế tiếp. Chào anh em.